Bài 33 và 34. Ôn tập và kiểm tra học kỳ 1. Trò chơi học tập. Ai nhanh, ai đúng. 1. Hoàn thiện tháp dinh dưỡng cân đối. 2. Hãy chọn câu trả lời đúng. Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau? A. Không màu, không mùi, không vị. B. Có hình dạng xác định. C. Không thể bị nén. 3. Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người? Quan sát và trả lời. Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Phần thực hành. Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí. Hãy vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí.